Xin chào mọi người đang xem video của Tấn Ân Orchid nha. Chúc mọi người năm mới luôn khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, làm ăn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Những gốc mai quý hiếm, độc lạ của Hội Hoa Xuân thành phố Hồ Chí Minh. Và trong khi xem mai thì mình cũng chia sẻ về cách chăm mai sau Tết, vì có nhiều bạn gọi điện và nhắn tin và hỏi cách chăm mai sau Tết như thế nào để cho nó mau hồi phục và bình thường trở lại. Thì cách chăm mai sau Tết thì mỗi vườn, cây mai đặc biệt đó các bạn, mỗi nhà vườn đều có cách chăm khác nhau. Mình thì chỉ chia sẻ chăm mai sau Tết của riêng về mình thôi. Thì mình thì cũng không trồng nhiều, trồng đủ chơi và năm nào cũng có chơi là được, chân chơi Tết là được. Thì khoảng mình chân Tết khoảng mùng 8 hoặc là mùng 10 thì mình đem ra ngoài, mình chân lại bình thường là vừa. Thì tại vì đêm sớm thì mình chơi ít, một năm thì chơi hoa một lần, mình chơi ít thì cũng mất vui. Còn mà chân trẻ thì nó yếu cho cây mai. Chăm mai là giống đuôi công. Thế nhưng mình là mùng 8 hoặc là mùng 10 thì đem làm chậu cổ chăm trả lại là vừa. Còn đêm sớm quá thì mình đuôi công lại ngắm nãy được quá thì nó mất vui, mà đem trễ thì nó sẽ suy yếu cây mai. Còn cách chăm mai sau Tết á, thì tùy theo từng nhà vườn, mỗi người chăm một kiểu, mà giá thể thì mỗi người cũng có thể là khác nhau. Theo như mình thì giá thể gồm là trấu, sống và sơ dừa và vỏ đậu. Trấu là 3, sơ dừa là 3. Cái cành mai này bông như bông giả vậy, không đẹp thì. Và có thêm ít đất cát nữa. Còn sơ dừa thì trước khi mua về thì mình xả qua 1-2 lần nước để cho nó bớt cái chất chát đi, bớt cái nước chát đi. Rồi mình hãy phải trộn vào. Cây này á, cái chậu cũng tiền không rồi. Và để cho nó thấm nước nữa. Là mấy bữa nở rộ là còn, cây mai thì mình trước khi mình đem ra thì mình chỉ bớt cành và ngắt cắt cái hoa trái. Trong nó nuôi những cành hoặc là nó làm nó tích rễ, nó làm rễ. Rồi mình tưới phân, tưới thuốc kích rễ. Thì thuốc với phân thì mình tưới theo cái liều lượng, là thí dụ như là trên bao bì người ta cho là 100 thì mình giảm lại còn 50, là 1/2 của cái hướng dẫn sử dụng, hoặc là 1/4 thôi. Mà mình xiên tưới, mình tưới 3 ngày hoặc là 1 tuần 10 ngày, nhưng mà theo mình nghĩ là 3, mình tưới loãng như là 3 ngày mình tưới 1 lần. Và đem ra thì trước tiên là mình để ở bóng râm, râm mà đừng có râm quá, đừng có ẩm, nó phải
phần nắng tí xíu nó cũng có nắng như lưới, một lớp lưới làng. Lưu ý khi thay giá thể làm nhẹ nhàng, không được động rễ mai nha. Và nếu mà chậu nhỏ thì mình có thể mình thay chậu và mình cầm lên và nhẹ nhàng mình phủi những giá thể cũ. Lưu ý đừng có làm động rễ mai. Và ta thay giá thể ít thì ta có thể lấy tay cào nhẹ xung quanh gốc mai và thay giá thể mới vào, thay phân hữu cơ vào. Lưu ý việc bấm tỉa cành và sửa chọn trở lại thì những vết bấm tỉa thì ta cắt keo liền xẹo, keo liền xẹo cho cây hoa kiển đó nha. Mình chơi, mình không phải nhà vườn nên mình chơi thì mình tưới loãng thôi, nhưng mà xiên tưới. Còn nói về, nói thêm về cái phần mà lặt lá mà để đón Tết à. Nói luôn là theo như mình á thì mấy tháng gần Tết thôi, mọi người nên tưới cho mai đều đều, đừng có ngưng. Nếu mà mình ngưng 3 ngày hoặc là một tuần mình tưới trở lại là nó sẽ ra bông hết, nó ra trước Tết. Nên mấy tháng gần cuối năm thì mọi người tưới đều và không có ngưng nha. Ngưng là nó tưới là nó bung lọc, là nó bung búp và nó nở trước. Và lặt lá thì lúc đó thường thường là 15 tháng chạp âm lịch là người ta lặt lá mai. Nhưng mà mình coi cây mai, nếu mà cây mai mình đã sung tự mình là tưới đều, nên thường thường nhiều cây mai nó sung nên 17 âm lịch mới lặt lá. Và lặt lá xong mình thúc thì nó dễ hơn, mình tưới đều nó dễ hơn, mà cây mai nó có cái sức đề kháng, nó đều đều nó lên mà bông nó rất đẹp. Còn mà mọi người mà lặt sớm, mà lúc mà lặt sớm xong thấy nó sợ nó nở trước nên mọi người là hoảng nó lại, bớt tưới bớt làm bớt chăm sóc thì nó sẽ yếu đi, bông nó sẽ có thể là nó yếu mà nó rụng. Và có gì thì liên hệ và nhắn tin comment mình trả lời thêm. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm ủng hộ kênh của mình, và nhớ nếu mà xem hay thì nhớ đăng ký kênh và like share cho mọi người cùng xem. Ha ha ha!